Tiêm vaccine và tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế được coi là phương pháp hữu hiệu trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, huyện Tuyên Hóa đã có hơn 7.359 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuyên Hóa, toàn huyện đã triển khai 10 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Số người được tiêm 2 mũi là 3.821 người, số người được tiêm 1 mũi là 3.538 người. Trong quá trình triển khai và tổ chức tiêm, các đơn vị y tế đã chuẩn bị chú đáo khu vực tiêm phòng, trang thiết bị y tế, bố trí y bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp tham gia tiêm vaccine. Tất cả những người đi tiêm chủng đều được khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe, phản ứng sau tiêm. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp đã tiêm đều đảm bảo sức khỏe an toàn, không có phản ứng nặng sau tiêm. Một số trường hợp phản ứng nhẹ như đau đầu, chóng mặt, sốt nhẹ, sưng đau tại chỗ tiêm. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm góp phần mở rộng dịch vụ cho các đối tượng được tiêm chủng để phòng chống COVID-19.